Hi, xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về bài tập thứ hai ở trong chuỗi bài tập Python tự luyện. Nội dung của bài này đó là tính tổng hai số nguyên bất kỳ, tức là y như bài một luôn á, nhưng có thêm một phần là có xử lý ngoại lệ đầu vào. Như ở bài trước mình đã có nói là nếu như mà cái số chúng ta nhập vào á, nó không phải là số kiểu dữ liệu là kiểu int mà nó là chuỗi hoặc một ký tự gì đó, thì có phải là chúng ta ép kiểu là nó sẽ chết không? Không tin thì bây giờ mình sẽ thử lấy code mẫu ở bài trước. Mình copy nè, có nút copy này sướng không? Rồi, chúng ta sẽ tạo một folder bài 2 trong Visual Code, tạo một file mới ha. File này sẽ là cái gì? Input, output đúng không? Nhưng thêm cái nữa là exception. Rồi, chấm file. Cái này là có xử lý ngoại lệ. Mình sẽ thử nè, với cái code mẫu như thế này, chạy thử nha. Code này là code của bài 1 với bài hiện tại nha. Mình được xem, bài hiện tại không được xem. Như mình nói. Rồi mình input thử vào ha, số 9 input vào một cách rất là bình thường. Nhưng nếu mình nhập vào A, nó sẽ báo lỗi ngay, bạn thấy không? Nó nói gì nè? Invalid literal for int with base A. Có nghĩa là A này không thể ép kiểu thành int được. Vậy thì khi chúng ta gặp những trường hợp này thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải xử lý, tại vì người dùng mình đâu thể biết được người dùng nhập cái gì đúng không? Nếu người ta nhập sai thì mình phải báo cho người ta, hoặc là ít nhất theo kiểu là nếu như có lỗi thì mình không được để cho phần mềm của mình bị crash như vậy. Nó báo ra cái lỗi đỏ đó là dạng bị crash đó, là lỗi running time, tức là lỗi trong quá trình chạy. Tức là code của bạn khi mà bạn build compile time nó không hề có lỗi, nhưng mà khi nó chạy, người dùng gây ra lỗi vì input đầu vào mình bạn không quản lý được tốt. Đó, thì thành ra mới xảy ra cái chuyện đó. Vậy thì từ cái bài trước này, mình sẽ thêm cái phần yêu cầu nhập đi cho nó xinh đẹp hơn. Print nhập số thứ nhất. Được chưa? Rồi mở cái. Rồi nhập số thứ hai. Đó. Thì đây là cái code nội dung của chúng ta. Thì bây giờ bạn có thể xử lý ngoại lệ bằng cách như thế này. Trong Python có hỗ trợ một khối lệnh gọi là try và exception. Except. Try đây là cố gắng làm chuyện gì đó, cố gắng thực thi đoạn code gì đó. Nếu như trong đoạn code đó gây ra lỗi, nó sẽ nhảy qua bên phần là except. Thì giả sử mình biết là nguyên cái khối code thì chúng ta có thể gây ra lỗi đúng không? Mình sẽ bỏ vào trong try. Rồi. Ok. Ở đây tiếp tục là tới except. Như thế này. Rồi, có đoạn code mà bạn muốn là nó sẽ, nếu có lỗi ghi ra cái gì, thì sếp bạn có thể ghi ra định dạng đầu vào không hợp lệ gì đó chẳng hạn cho bạn. Rồi, đây là cái bạn có thể làm. Rồi, bây giờ chúng ta thử chạy nha, xem được không nha. Chắc chắn là không được, vì sao? Vì Python nó xác định khối lệnh dựa vào tab. Khối code này nó muốn biểu thị nó nằm trong cái khối code try, nó phải được tác vào đúng không? Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để cho nó nhảy vô? Đây, thử coi. Nó không nhảy vào thì thôi, những tab đi từng dòng mà tab thôi. Biết làm sao giờ? Hiện tại cứ vậy trước đi, từ từ chúng ta sẽ tính tiếp. Rồi, thì bây giờ mình tab vô, tức là tất cả những dòng lệnh trong khối try này nó sẽ được thực thi. Và nếu như nó gây ra lỗi, nó sẽ nhảy vào cái phần except trong đây và thực hiện tiếp. Trong khối except này có thể có nhiều dòng lệnh. Chúng ta chạy thử nhé. Giả sử mình nhập vào một số gì đó, mình nhập AA, định dạng đầu vào không hợp lệ liền, bạn thấy không? Rồi, vậy bây giờ mình chạy thử một cách bình thường, nó chạy được không? 9, 2, nó chạy được bình thường. Đó, đó là cách chúng ta xử lý ngoại lệ. Và lưu ý rằng cái cơ chế của thằng try này nó sẽ lấy tất cả code ở trong khối này, nó đi qua một cái môi trường như dạng là sandbox gì đó, một môi trường giả lập, nó chạy thử, nếu như chạy được thì ok, còn không thì thôi, nó không làm hư chương trình của bạn, cho nên chương trình của bạn sẽ cồng kềnh và chạy nặng hơn nếu như bạn lạm dụng try và except, được không? Cho nên chỉ chỗ nào bạn biết chắc là nó sẽ gây lỗi mà bạn không thể khống chế được thì bạn mới sử dụng, còn không thì cố gắng hạn chế hết sức sử dụng try. Nhiều bạn hứng lên, trời tao quăng hết code ta vô, nguyên chương trình ta vô try luôn, không bao giờ nó lỗi được. Ok thì đúng rồi, không lỗi được, nhưng mà chạy không ngon. Mà mình đã là lập trình viên
thì mình phải làm sao để cho chương trình của mình tốt nhất có thể, đúng không? Về tốc độ chắc chắn là về chuyện chính xác là phải chính xác nè, sau đó về tốc độ, về hiệu suất, rồi về dung lượng, về đủ thứ, về trải nghiệm, đủ thứ hết á. Thì cứ phải cải thiện mọi thứ lên thì mình mới lên tay được chưa? Rồi, vậy là bài này mình đã hướng dẫn các bạn về chuyện nhập xuất dữ liệu số nguyên bất kỳ và có xử lý ngoại lệ cho các bạn. Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tính và hiển thị tổng hai số nguyên bất kỳ. Ủa đâu, cái này bài 1, nhầm, sorry, đến qua bài 2 mình coi cái. Tại nãy qua copy code đó. Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu hiển thị từ cách nhau bởi ký tự gạch gạch ra màn hình. À, đơn giản là hiển thị thôi, trời ơi, dễ. Đó, bài sau chúng ta sẽ hiển thị ký tự ra màn hình thôi nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn.